Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển Đông, từ chiều đêm nay 18 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, ở khu vực tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa rông cần đề phòng có lốc, xét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến ở khu vực phía Bắc và Tây Bắc từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía Nam và Tây Nam từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo, từ ngày 22 tháng 9, mưa lớn ở Thanh Hóa có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, xét, mưa đá, cấp 1. Mưa lớn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Lốc xét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ, cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.